Rồi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Baker. Thì bữa giờ Minh bệnh nha, mới hết bệnh luôn á, thì mới quay clip cho anh em xem được. Và hôm nay cái clip này là dành tặng cho một hai anh chị ở dưới Cà Mau lên đây mua xe của Minh. Nhưng mà lúc lên á, đi 10 tiếng đồng hồ, đi bằng xe máy nha, đi 10 tiếng đồng hồ lên đây, nhưng mà cuối cùng rồi thì không có xe, thì anh chị phải cọc lại và anh chị chờ đợi một chiếc xe và không đáp, không để mà anh chị chờ lâu, và không phải nói sao ta, không phụ lòng anh chị, thì mình gom về 3 chiếc xe để cho anh chị chọn lựa để và để anh chị lên để anh chị mua ha. Thì hôm nay mình nhá hàng cho anh em con Ninja 400 với Ninja 300 nè, đẹp không, đổ phong thủy Ninja 400 và Ninja 300 rất là keng luôn ha, có sự so sánh con này đời trước con này đời sau đó, thì con này sẽ mắc hơn. Thì con này bên Minh đã có người cọc rồi, thì trung bình Ninja 400 thì bên Minh từ 100 1-2x đó, còn Ninja 300 này, con này hiện tại là con xe keng nhất Sài Gòn luôn á anh em. 4.000 cây bản kỷ niệm, 4.000 km chỉ lăn bánh 4.000 km thôi. Rồi bây giờ tập trung để mấy anh chị đợi lâu. Thì á, mình thì tính là mình sẽ chụp hình gửi cho anh chị xem, nhưng mà chụp hình thì nó sẽ không có rõ, thì bây giờ mình quay clip để cho nó rõ ha. Mình mở hết đèn rồi, ok, đã mở hết đèn rồi đúng không? Rồi ok, thì quay vô đây, thì ở đây mình sẽ có bảng màu đen vàng, full đen và xám vàng. Thì con này là 220, còn hai con này 219, nhưng mà chất xe của những con này đều là rất là mới, chỉ ô đo vài ngàn thôi. Ví dụ đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu con đen đi. Con đen, những con xe này đều rút gốc được nha. Con đen này biển Hà Nội đó, con đen này biển Hà Nội và ô đo hiện tại của nó đây, để cho anh chị xem clip cho nó rõ. Ô đo hiện tại của nó là em coi thứ bao nhiêu nè, 4.400, xe rất là mới và có những đồ chơi gì. Thì con này á là gì nè, để mình giải thích luôn cho con này. Con này á, chủ xe nói là chủ xe mua bản độ ở trong hãng. Thì thực chất nó nói thiệt anh em là không có cái bản độ nào có sẵn hết. Anh em đi ra ngoài là đều thay đổi kết cấu xe hết, người ta gắn phụ tùng lên cho anh em và người ta nói đây là bản độ. Thực chất là người ta tự động người ta độ lên thôi, chứ không có bản nào mà nó độ sẵn như vậy hết. Có nghĩa là khi mà ra đăng ký xe mới á, người ta vẫn đem một chiếc xe R15 Vindex để người ta ra, người ta đăng ký với công an. Chứ người ta mà đem cái xe này ra đăng ký á, là khó khăn lắm anh em. Đó, cho nên là không có bản nào mà bản gọi là bản giới hạn hay là bản độ hay là gì hết. Người ta hãng người ta tự người ta làm á anh em. Đó, cái này là người ta tự người ta lên đồ chơi. Đó, người ta lên đồ chơi sẵn cho anh em. Và cái xe này á, cái bạn nó mua ở đó, bạn nó nói là người ta lấy lại đồ zin hết, không có đồ zin, chỉ có đồ độ thôi. Thì con xe gồm có những gì? Kính chắn gió, dĩa độ, đồ chơi quá trời luôn đó anh em coi. Rồi bát điện thoại. Rồi cái này là chợ sáng nè. Chợ sáng. Đúng không? Bật lên chợ sáng anh xem. Chợ sáng. Ok chưa? Hai chế độ hả? Chế độ này chế độ gì? Rồi, chợ sáng hai chế độ rồi, tay con tay thắng. Sao lên có con bóng người ta? Lên có con bóng hả? Rồi ok. Rồi hiểu rồi, hai chợ sáng bên đây. Rồi chống đổ nè. Bát CNC nè, em quay gần này cho mọi người xem. Và cây bô XC tan nát trên làng nghỉ sớm nè. Chắc hẳn là anh em muốn nghe tiếng bô này đúng không? Ok, sẽ cho anh nghe tiếng bô của lên XC khi mà lên R15 luôn. Thật sự là phải nói là điếc tai, đúng là ghét hàng xóm chơi bô này. Thì đó, con xe này có nhiều đồ chơi, có chợ sáng bên hông nữa nè. Chợ sáng bên hông nè, chợ sáng này đứt thêm. Cái này câu dây bắt lại, này gắn thêm thôi. Này gắn, này tháo dây ra rồi. Quá nhiều đồ chơi, khá đồ chơi. Xe 220 luôn nha anh em. Đây, ở đây có bộ dĩa CNC lại sơn xịn nè. Rất là ok. Bên đây có hay giờ. Rồi, biển số Hà Nội nè, quay cho anh em xem 29 nè. Đó. Rồi, tiếp theo
Mình sẽ đi tới con xám vàng. Hồi trước mình có con này cực đẹp luôn, nhưng mà con này không đẹp bằng. Con này thì order của nó là 6.300, rất là mới. Badge biển số này là xe nhập ha. Thì con này thì không có gì đặc biệt, chỉ có cái chống đổ ngắn ngắn rất là dễ thương. Chống đổ nè ha, chống đổ, ốp chống trượt, bảo vệ bình xăng. Con này biển số 85, Ninh Thuận. Badge biển số đúc gầm đó, Bo Akamovic đúng không? Akamovic nè, Akamovic carbon nè, quay cho anh em xem. Rồi thì bây giờ sẽ cho anh em nghe tiếng Bo. Điều đặc biệt anh em thấy con nào cũng chìa khóa đẹp ghê luôn ha anh em ha. Chìa khóa còn đẹp, đi ít cây luôn mấy thì chìa khóa đẹp lắm. Đây nào, có bảo vệ carbon bàn thờ nè đó. Rồi bây giờ đề máy cho anh, cho anh chị xem, anh chị dưới Cà Mau xem ha, thì anh chị thích chiếc nào chọn chiếc đó. Lực vừa ngon đó, quá tuyệt vời luôn. Quay xa xa ra, em quay xa xa cho anh chị ngắm, thì con xe nào cũng mới và can. Rồi tiếp theo là cái con xe này, cũng có nhiều đồ chơi. À, nó bắt hai cái, nó đặc biệt hết anh em ha. Bắt hai cái chợ sáng trên đầu nè, để mở cho anh em xem. Rồi con xe này là order nó đã 9.000 rồi, 9.000 đúng, 9.000 đúng luôn anh em. Biển số là 77. 77 là ở đâu ta? 77 là ở đâu anh em comment coi. Biển số 77 thì con này có lên ốp bình xăng rất là đẹp nè, thấy chưa. Con này thì rẻ thôi, con này là chỉ 56.500.000 là con này nha anh em, rất là đẹp. Đó. Bô Jin, đây Bô Jin. Chợ sáng câu mở sao ta? Để anh coi thử mở chợ sáng sao nè. Công tắc. Ở đâu? À thì ra ở đây nè. Thì công tắc để đâu giấu kỹ vậy? À công tắc giấu đây. Ồ trời sáng, anh em có thể nghiên cứu nha. Lên giống như siêu nhân dế vậy. Cái này gọi là da đầu dế hả? Đó, trời sáng anh em có thể tham khảo. Và con này thì có ốp chống chày nè, phía trước nè. Đó. Rồi ốp bảo vệ bình xăng nè, rất là đẹp ha. Đây. Rất là đẹp và mới. Đó. Rồi qua đây nữa. Ốp bàn thờ. Thì con này vẫn còn cặp kính zin. Đó. Thì xe có sao là để vậy cho anh em chơi chứ không có tháo bất kỳ cái gì ra hết anh em. Đó thì anh em coi thử. Anh em nghiên cứu đi. Nếu như là anh em thì anh em chọn xe nào thì đương nhiên con này nó sẽ mắc hơn hai con này. Đó. Con này thì nó, con này mắc nhất, con này rẻ hơn xíu, con này rẻ hơn nhất. Đó, con này 56.500. Con này đồ chơi đầy đủ hết. Xe 220. Con nào thì anh em hãy inbox cho mình. Đó, Zalo 0916640653. À quên, không có thể inbox được. Anh em biết bởi vì sao không? Bởi vì những xe này là đã có những anh em cọc hết rồi. Khi nào mà xong Minh giải quyết cọc xong á thì Minh sẽ nhắn tin cho anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Và Minh có nhận là thu mua xe phân khối lớn cũ luôn. Và nhận trao đổi. Ví dụ anh em có chiếc R15 anh em muốn lên Ninja 4 thì Minh có nhận trao đổi cho anh em. Hoặc là anh em có một chiếc tay ga nào đó mà Minh thấy hợp lý, Minh sẽ đổi lên R15 cho anh em. Đó, vậy là anh em đã hiểu rồi ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Và bây giờ mình dưỡng bệnh tiếp. Đuối lắm anh em à.